mùng 4 cúng đông tè, cúng tè đông giấy nè. À, cúng tè là hồi nãy nghe bác Ba Nhung nói cúng tè là cúng sao tám? Cúng tè là đốt nhà đốt giấy để đưa ông bà đi, đưa ông bà đi nè. À, có nghĩa là cúng tá là bánh rồi cơm cháo xào canh đầy đủ món. Mọc mâm cơm là da thịt là rau có rồi đầy đủ cháo xào rồi đấy là đó là rước ông bà về. Thấy là có nhiều nhà là thường mâm cỗ là có bánh chưng nè, bánh tét nè, tét nè, rồi thịt dĩa thịt phan phan lụi rồi dĩa nướng vậy đó, màu dĩa rồi canh nữa đúng không bác? Canh rồi xào xào. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay Mr. Lô đã đi phỏng vấn một cô ở phường Phú Lâm. Mình sẽ phỏng vấn về những cái văn hóa cũng như là truyền thống của người dân Phú Yên cúng kiến từ ngày ông Táo đến mùng 1, mùng 2, mùng 3 như thế nào nha các bạn. Bên cạnh đó là sẽ phỏng vấn cô đầu năm mình sẽ có những cái thủ tục gì hay là những hành động gì để đầu năm chúc Tết cũng như đi tảo mộ, đi chùa rồi vân vân các bạn. Ok, đây là bác Ba ở phường Cồng, ở phường Phú Lâm Cồng Tuấn các bạn. Xin chào bác Ba. Xin chào. Xin chào. Tết truyền thống mà từ ngày ông Táo 23 mình cúng những cái lễ gì bà Ba? Mình cúng ví dụ như là mùa giấy, cúng bài miếng cơm, đồ mọc đầy chuối vô mình bông đỡ trên đất đai là lấy là nhà mình, còn nhà người ta là mình có biết là biết người ta có theo ý của mình không. Ủa vậy là ngày ông Táo là mình cúng cơm với bông giấy rồi hay sao đúng không bà? Vậy có mấy nơi khác nó có cúng cá chép rồi gì đó là có là cái chỗ mình có cúng cá chép không? Không, miền Bắc là thường cúng cá chép với miền Nam mà sao á. À, sau ngày ông Táo mình cúng những cái lễ gì nữa bà? Táo cũng như mình xem kia cũng như là 30. À, ba cô mừng cúng tất niên mình rước ông Táo gì à? À, ba mừng cúng tất niên vậy cúng cái lễ tất niên hay là có những mâm cỗ mình có những cái món gì vậy? Có cũng như là mình có bánh tét nè, bánh chưng nè, rồi có thịt nè. Dụ như có nhiều nhà thì nó có heo quay. À, nhiều nhà nó có cúng con gà, mọc mâm cơm là da thịt, là rau có rồi đầy đủ cháo xào rồi đấy là rước ông bà gì à? Thấy là có nhiều nhà là thường mâm cỗ là có bánh chưng nè, bánh tét nè, tét nè, rồi thịt dĩa thịt phan phan lụi rồi dĩa nướng vậy đó, là một dĩa rồi canh nữa đúng không bác? Canh rồi xào xào đó. Rồi sau ngày 30 á là mình có những cái mùng 1, mùng 2, mùng 3 cúng những cái gì và bà ông ba? Thì mùng 1 thì mình thí dụ ở nhà thì thà cúng chay rồi làm mâm cơm chay và cúng như nhà mình là coi như không có ai ăn chay là mình cúng coi như bánh ngọt. Rồi mùng 2, mùng 3 có cúng gì nữa không? Có chứ, mùng 2 là mình cũng làm mâm cơm y như vậy, y như 30 vậy mình cúng ông bà mình, cũng như ông bà vợ ở đây là mình cúng cho ông bà hướng. Rồi con thấy có cái gì mà ngày nào có cái ngày đốt giấy là cái gì bác Ba? Ngày đốt giấy là ngày cúng tạ. À, tạ là sao bác Ba? Có người thì họ cúng con gà, mua con gà họ cúng, có người thì họ cũng làm mâm cơm. Đủ loại họ cúng tạ rồi họ đốt giấy. Cũng như là rước ông bà đi, đưa ông bà đi gì à, cũng như giấy tờ là ông bà nhận. À, có nghĩa là mấy cái ngày trước mình cúng là mình chưa đốt giấy đúng không? Chưa đốt giấy là ông bà ở nhà mình. À, từ mùng 1 tới mùng 3, mùng 4 vậy ha. Ờ, mùng 3, mùng 4 là mùng thích cho nhà. Vậy là giờ Mr. Alo mới biết là có nghĩa là từ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 mỗi nhà sẽ cúng khác nhau. Cúng khác cho nhau. Cho là cúng thì không có đốt giấy. Không đốt giấy. Cho nên là tới ngày mùng 3 hoặc là tùy nhà mùng 4 hoặc mùng 5 gọi là cúng tạ các bạn, cúng tạ có nghĩa là đốt giấy á để đưa ông bà đi á. Có nghĩa là thấy ông bà về nhà mình chơi chưa có đi. Chưa có đi. Đó là phong tục của Phú Yên mình đó các bạn. Năm mới bác Ba là từ mùng 1 rồi là sáng mùng 1 rồi mình có những cái thủ tục gì tục là ví dụ như mình thắp hương rồi có người thì đi ra mộ ông bà, có người thì tới nhà thờ, có người đi chùa. À, đó mùng 1 là phong tục Phú Yên mình đấy, có người đi chùa. Mùng 1 là thường thấy người ta hay đi gọi là xuất hành đi chùa rồi bác chùa, Ba. Chùa đấy. Rồi đi thăm ông bà tổ tiên bà, rồi bác Ba. Dạ hôm nay bác Ba đi đâu rồi? Từ mùng 1 giờ bác Ba đi. Ba đi về nhà họ, ba cả nhà họ, về nhà họ thắp hương ông bà ra má ông ra cũng như ra nghĩa trang của mẹ. À, xong rồi là cũng như về nhà là con cháu bắt đầu nó tới nó xóm xít rồi nó chúc mừng ông bà. À, vậy là nhà bác Ba cũng có nhà thờ họ rồi đó. Đó, đó thường là người ta gọi là quê cội nguồn các bạn đấy, là quê cội nguồn đó về cội nguồn, cho nên là thường là đầu năm là người ta sẽ hướng về tổ tiên ông bà đi tảo mộ rồi đi viếng mộ ông bà rồi đi chúc Tết về nhà thờ họ, sau đó là người ta sẽ đi chùa lấy lộc vân và đi chúc Tết với nhau. Đó là cái đó là văn hóa đầu năm của người dân của Việt Nam mình, Nam như mình. Phú Yên đó các bạn. Đây là bà Tám, bà đang cúng cái gì đây Tám? Đầu năm mùng 4 cúng đốt tè,
đông giấy nè. À cúng tạ là hồi nãy nghe bác Ba Nhung nói cúng tạ là cúng sao tám? Cúng tạ là đốt đốt giấy để đưa, ông bà, để đi đưa là ông bà đi nè. À có nghĩa là cúng tạ là bánh rồi cơm cháo xào canh đầy đủ món. Vậy bữa nay bà tám nấu món gì? Món cháo. Cháo nè. Món xào. Xào nè. Gì là món tám? Thịt. À thịt. Rồi món canh. Thịt canh. À rồi bên cạnh nó có thêm có là trái cây rồi trái cây. Rồi hoa quả đầy đủ hết. Này món canh đủ đủ nè các canh bạn. Canh đủ đủ á. Rồi đi món xào đổ. Xào đổ nè. Đổ nghe nói Tết tới 60 ngàn ký nè. Rồi 60 ngàn á. Đổ thịt nè các bạn. Cháo thịt ta. Canh dĩa phay nữa. Canh dĩa phay. Có nhiều nhà cúng gà nữa không đúng không? Có gà, cái vịt nữa, đầy đủ hết tất cả. Đây là gọi là cái gì mùng 3, mùng 4, mùng 4 cúng tạ gì đó. Là niêu bà đi các bạn, hạ niêu các bạn là đốt giấy. Nãy giờ có phòng vấn bác Ba nói cái vụ đốt giấy rồi, có nghĩa là hôm nay mình cúng mình chưa đốt giấy các bạn. Không biết văn hóa ở khu khác của các bạn như thế nào các bạn. Còn ở Phú Yên mình là như vậy, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 tùy nhà. Đây ông tám đem la đây. Wow. Thịt đây. Thịt gà hay vịt đây đây. Thịt gà, vịt, heo nướng, xương đồ cả đầy đủ hết. Đây thịt gà, một dĩa thịt gà nè, có lụi nướng nè. Lụi các bạn biết lụi không? Lụi có nghĩa là thịt nướng ở chỗ cái ba chỉ á các bạn. Đây thịt nạc á, đó, một dĩa phay ở quê mình gọi là dĩa phay nhưng mà đây dĩa thịt có thịt gà nữa nè, lụi nữa nè. Đúng đó. Rồi, đúng rồi. Nhà tám năm nay cúng kỹ cho ta. Cúng kỹ lắm, ăn da dầu. À đó, năm mới tám chúc cho kênh của Mr. Alo bà con ở Phú Yên năm mới gì vậy tám? Rồi năm mới đây là giờ bà tám chúc cho ở Phú Yên đây là gặp nhiều may mắn nè, an khang thịnh vượng, làm em phát tài phát lộc của vô đây nha. Thì hồi nãy đứng với bà tám phỏng vấn bà tám cái mâm cổ người đốt giấy để đưa ông bà đi á các bạn. Đây hồi nãy với bà tám đứng là chưa đủ, giờ cũng đầy gần đầy đủ nè. Đó có thêm có canh đu đủ thịt đây, tiếp món xào đậu lê que măng măng khô các bạn, tiếp luôn dĩa thịt lụi đó, có thịt gà tùy mỗi nhà nha các bạn, cái này văn hóa tùy mỗi nhà chứ không có khuôn khổ gì giống nhau hết á. Tiếp luôn đây nữa cháo thịt đậu đậu cút đó, đặc biệt cái à chỉ có văn hóa Phú Yên thôi, có cúng bánh chán đó, bánh chán mà các bạn có gọi bánh đa cũng được nhưng mà bánh đa có mèo, còn đây là quê Phú Yên gọi bánh chán nướng nè, luôn luôn mâm cổ cúng là có bánh chán đó, và thêm ngũ quả trái cây bông vân vân đó, có thêm dĩa bánh ngọt nữa nha các bạn. Đó cúng mặn nhưng mà Phú Yên có thêm bánh ngọt nè, không biết văn hóa từ xưa giờ rồi, thấy nhà nào cũng có dĩa bánh ngọt hết á. Rồi tí nữa mình sẽ phỏng vấn thêm ông tám nữa. Tùy nhà nha, có nhà mùng 2, nhà mùng 3, nhà mùng 4, mùng 5, mùng 6 vân vân. Cho nên là ở Phú Yên mùng 3 là người ta họp chợ rồi để bán cho bà con cúng ngày đốt giấy, ngày hài niêu vân vân. Đây ông tám, nãy em cúng gì ông tám? Cúng tạ. Cúng tạ mình gửi nội dung gì trong đó ông tám cho bà con biết luôn. Đưa cho ông bà xong cho về thời Tết bắt đầu cúng đem đốt giấy. Đầu đưa ông bà về lấy số tiền về dưới là kinh doanh làm ăn và gặp bác là vậy xong là, đó. Vậy là văn hóa mình là cúng đốt giấy đúng không? Tí nữa là mình sẽ lấy hết giấy rồi mình đốt. Xong ba bữa Tết là mình cúng tạ hết tất cả giấy, bây giờ mình dọn dẹp những cái bàn là chuối bông dẹp lại không có đơm cúng gì nữa. Rồi cô chỉ giữ lại trong cái bàn thờ của ông bà tổ tiên với bằng Phật thôi. Là đỡ lại mấy cái đó lại. Còn quay này các bác là mình dẹp. Vậy nội dung mình giấy là gì ông tám? Nói với bà con luôn, cầu mong gì giấy, đó. Giấy là đưa ông bà đi. Đầu mình cầu mong cho mình là mạnh khỏe, trong gia đình là hạnh phúc, mua mây bán đất trong một năm mới. Cúng đốt giấy hạ niêu là mùng 7. Mùng 7 hạ niêu. À bữa nay cúng đốt giấy. Mùng 7 mới cúng hạ niêu, rồi mùng 9 là mới cúng là ông sư, là cúng mua kinh doanh mua bán làm ăn đó. À vậy bữa nay là mới cúng đốt giấy các bạn, còn lễ hạ niêu nữa. Cúng tạ nghe ông cửa rồi hết, cho ông bà là tiễn đưa ông bà đi.
trong gia đình là những người nào về ăn Tết, những kẻ phước mặt hay ông bà đấy là về đi ăn Tết rồi bắt đầu mình thiện đưa đi. À. Họ nhận những số tiền đó về dưới là kinh doanh làm ăn kiểu như mình vậy. À. Ok, thông qua tâm sự với bác Ba Nhung ở cầu Tuấn thì cũng đã biết được nhiều cái văn hóa của người dân Phú Yên cũng như người Việt Nam của mình từ ngày ông Táo cho đến ngày 30 cúng kiến như thế nào. Bên cạnh đó những cái hành hương đầu năm và những cái thủ tục đầu năm đi cúng bàn tổ tiên của mình có những cái gì, rồi đi thăm mộ, rồi thăm viếng ông bà như thế nào vân vân. Ok, cảm ơn bác Ba ngày hôm nay phỏng vấn cho bà con được biết nhiều. Chúc bác Ba đầu năm một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và nhiều tài lộc, và một năm luôn luôn bình an. Mừng năm mới. Mừng năm mới. Xin chào.